你们好，今天我有个问题要问你们，就是你的特长是什么？chào các bạn, hôm nay mình có một câu hỏi muốn hỏi các bạn, đó chính là sở trường của các bạn là gì? 好，这个问题堪称面试题目界经典之一。Vâng, đúng vậy, câu hỏi này có thể được coi là một câu hỏi rất là kinh điển trong lúc phỏng vấn. 几乎每个参与过面试的应聘者都遇到过面试官这样的提问，好像是tất cả những người tham gia phỏng vấn thì đều đã từng được phỏng vấn viên hỏi những câu hỏi như thế này。或者说，你写简历、填写应聘登记表时思考过。Hoặc là khi bạn viết sơ yếu lý lịch hay là CV, các bạn cũng đã từng suy nghĩ tới những cái vấn đề này. 很多人对此既熟悉又陌生。Rất nhiều người đối với cái vấn đề này thì có thể là sẽ quen thuộc nè, hoặc là cũng có người cảm thấy là khá là lạ lẫm. 尤其是那些没有特长的我们。Đặc biệt là những người mà không có cái gì đặc biệt giống như chúng ta nè. Giống như chúng ta nè. 有特长的应聘者常常会写唱歌、跳舞、乐器弹奏等。Có những người có những khả năng đặc biệt thì người ta sẽ viết về ca hát, nhảy múa, chơi nhạc cụ, vân vân. 或者你是没有特长的，会以运动、爬山、阅读等作为特长。Cũng có những người mà không có những cái điều đặc biệt thì người ta sẽ viết về những cái thể thao, môn vận động á, như leo núi, đọc sách để làm cái điểm mạnh của mình.只能算作兴趣爱好。Cái này thật ra mà nói thì là người ta chỉ viết về những cái sở thích cá nhân thôi. 回答特长问题，首先要拥有针对性。Để trả lời cho cái câu hỏi mà những cái điều đặc biệt á, thì đầu tiên là bạn phải luôn luôn hướng về cái điểm mấu chốt. 指你的特长，最好与你应聘的岗位有关。Điều này nói là cái điểm đặc biệt của bạn phải có liên quan đến cái vị trí mà bạn ứng tuyển. 如你应聘的是 IT 岗位，nếu như mà bạn ứng tuyển vào vị trí IT, 你可以写你喜欢写代码。Bạn có thể viết là bạn thích viết code. 应聘的是财务岗位，你说你擅长刺绣或者数独等。Nếu như bạn ứng tuyển vào vị trí tài chính, bạn có thể viết là bạn thích theo thùa hoặc là thích chơi sudoku, vân vân. 特长的你写一定要与岗位挂钩。Những cái điểm mạnh, điểm đặc biệt mà bạn nói đến thì phải liên quan mật thiết với lại cái công việc mà bạn muốn ứng tuyển, apply. 如果你应聘 IT 岗位时，要回答面试官你擅长唱歌跳舞，只能说你的课余生活很丰富，但并不会让你的面试加分。Nếu như mà bạn ứng tuyển vào vị trí IT nhưng bạn lại nói với người phỏng vấn là bạn thích ca hát, thích nhảy múa thì điều này chỉ có thể nói là cuộc sống của bạn có vẻ là phong phú, nhưng mà điều này sẽ không mang lại thêm điểm cho cái phần phỏng vấn của bạn. 其次，说出针对性的特长时。Thứ hai là nếu như mà chúng ta nói về những đặc điểm mà có liên quan đến cái công việc, 最好有相应的证据去证明。Tốt nhất là nên có một cái bằng chứng tương ứng để chứng minh điều đó. 如参加过什么比赛，或者得那些奖项。Ví dụ như là nếu như bạn có tham gia một cái thi nào đó, hoặc là có đạt được những cái thành tích gì đó, 或者英语过了几级等等，hoặc là bằng cấp tiếng Anh có được cấp độ mấy chẳng hạn.不仅能很好你的丰富的特长，也会让你的特长更具证实与代表性。Những điều này không những là làm phong phú hơn cho những đặc điểm mà bạn nêu ra, nó còn đảm bảo cho bạn là những điều mà bạn nói, đó là sự thật.